Nếu như một con ong mà biết diễn kịch thì nó gọi là bi kịch. Nếu như bạn có một cái máy Instax Mini 5 củ mà chụp ra những bức ảnh như thế này thì đúng là bi kịch. Phải công nhận với các bạn một điều, đó chính là filter màu và hiệu ứng ống kính của chiếc máy này thì không dễ dùng cho lắm. Thế nên là hãy sắm bí kíp setup Instax Mini Evo cho bản thân. Nhanh tay nhanh chân, bấm vào nút sang trái, rồi cứ thoải mái kéo xuống -0.7 hoặc là -1 EV. Và từ đó chụp ảnh với Mini Evo sẽ không còn bị phô. Ô, preview thì màu khác, nhưng mà ấn nút chụp thì màu nó lại khác. Thế là như nào nhở? Đừng lo, hãy bật chế độ flash lên, màu sắc sẽ dễ nhìn và hài hòa hơn. Còn nếu bạn vẫn còn gợn gợn vấn đề gì đó ở chiếc máy này thì hãy comment ở phía dưới nhé.